Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Công Uẩn qua đời, mặc dù đã dự liệu trước được chuyện anh em trong nhà sát hại nhau để chiếm hôi báu, nhưng nhà vua cũng không thể ngờ được người kế vị là thái tử Lý Đức Chính lại gặp phải hai cuộc nổi dậy làm phản của chính những người anh em của mình. Cuộc thứ nhất ngay sau khi vua Lý Công Uẩn vừa nằm xuống, thái tử Lý Đức Chính mới lên ngôi cùng đội quân của triều đình đã dẹp loạn xong. Cuộc dẹp loạn đã từng đầu rơi máu chảy, Nay đến cuộc nổi dậy thứ hai do Khai Thiên Vương, một trong những hoàng nam được vua Lý Công Uẩn nhìn nhận là có tài nhưng chưa đủ đức. Khai Thiên Vương với giấc mộng làm vương chủ lại sẵn thấy mình giỏi giang, xin ra lập phủ riêng ở Trường Yên đã hơn chục năm. Khai Thiên Vương đã tập hợp lực lượng và gia quân quyết chiến để chiếm ngôi tôn như thế nào? Xin mời quý vị lắng nghe phần cuối tập 1 Thiền Sư Dựng Nước trong tiểu thuyết lịch sử 8 triệu vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Lại nói đến Khai Quốc Vương, tức Hoàng tử Bồ, được vua cha cho trị nhậm phủ Trường Yên từ tháng 6 năm Quý Sửu tới nay kể đã 15 năm. Khai Quốc Vương là người có tư chất thông minh từ nhỏ, học đâu nhớ đấy, nhưng không thiên trọng nghiệp văn. Càng lớn, hoàng tử càng muốn tìm kết thân với các bậc hào kiệt trong thiên hạ, lại thích giao du với các cao thủ võ lâm và thường tổ chức giao đấu giữa các môn phái để tìm ra các bậc siêu tuyệt. Trước là để đo sức mình với thiên hạ, sau đó là chiêu tập về tụ dưới chướng, vừa để tăng sức mạnh, vừa để tăng vây cánh. Ít lâu nay, các hoàng tử Đông Trinh Vương, Dực Thánh Vương, Vũ Đức Vương thường hay đi lại thăm viếng Phủ Trường Yên và cũng có đôi lần khai quốc vương về thăng long đáp lễ do xét ý tứ thấy con đường mình đã ngầm chọn với cao vọng của các vương xem ra không hợp nhau khai thiên vương đã tỏ lộ cây mầm vương đạo nên được vua cha chọn lập từ sớm ta được xem như một kẻ ương gàn nên vua cha đuổi ra trường yên chấn trị chính cư sĩ đinh thành xui ta xin vua cha cho ra trường yên ngày đó còn nhỏ tuổi đôi lúc nhớ kinh thành nhớ mẫu hậu nhớ nhũ mẫu nên nhiều lúc ta cứ oán vua cha đẩy đi miền sơn cước nhưng lớn lên ta ý thức được đây là miền đất thủ hiểm vô song chính đinh tiên hoàng nhờ đất này mà nên nghiệp đế đúng là trong họa có phúc vì vậy ta đã không ngừng chỉnh bị binh lực và đã rèn luyện trong tay có một đội tinh binh vào hàng xuất quỷ nhập thần lại nữa các cao thủ võ lâm trong vùng đều một lòng quy phụ chỉ cần ta hô một tiếng lập tức các anh hùng hảo hán sẽ nhanh chóng tới chầu. Sẵn có sức mạnh về binh lực, lại có cả uy lực, và võ công của bản thân khai quốc vương cũng vào hàng thượng thẳng. Kết hợp với tính hiếu thắng và cả hiếu kỳ nữa, nên vương đã cùng với bọn bộ hạ mặc các đồ giả trang, đeo mặt nạ của các loài ma quỷ, đón đường cướp bóc khách thương, hoặc xông vào các làng gây nhiễu loạn cho các nhà giàu có các xã quan hoặc châu quận tâu lên các việc vừa xảy ra thì lập tức vương sai họ phải tìm ra manh mối, bắt kẻ đầu sỏ giao nộp, nếu không sẽ bị trừng trị. Thế là các chức dịch thầy đều sợ hãi, không dám tâu báo về phủ hoặc về triều đình. Thật ra thì cả người dân lẫn chức dịch đều biết Khai Quốc Vương là kẻ ném đá giấu tay nên không có một ai dại gì mà tố giác. Từ đó, Khai Quốc Vương mặc sức hoành hành trong giới Lục Lâm. Nhưng các việc đó chỉ diễn ra vào ban đêm và cũng chỉ xảy ra mang tính nhất thời, còn ban ngày thì luật pháp vẫn được nghiêm giữ. Thẳng có kẻ nào dùng quyền thế, dùng sức mạnh mà uy hiếp hoặc đè nén, cướp bóc kẻ yếu, sự việc được phát giác thì khai quốc vương trị tội rất nặng. Thành thử dân chúng và cả quan lại trong phủ Trường Yên vừa tin sợ vương lại vừa nghi ngờ vương, đôi khi oán vương được tin vua cha vừa băng các vương ở thăng long đang nổi loạn khai quốc vương bèn họp tài hữu vương nói tiên đế vừa băng ngôi nước đã lập đông cung chưa kịp tức vị thì các vương đã nổi lên tranh cướp ngôi báu ta ở xa thăng long và ta cũng biết việc này thế tất sẽ xảy ra nhưng ta không tham dự đất nước hẳn lại phân ly như thời tiền đinh mà thôi nay thời cơ đã đến trong lúc các vương còn mải tranh chấp ngôi trời không phòng bị ta định nhân cơ hội tiến binh để mở mang cương thổ, chẳng hay ý các ông thế nào?" Hai viên tà hữu vũ vệ cùng xuất ban xin nói, nom hai viên tướng oai phong lẫm liệt, mặc dù họ không mang theo binh khí, không mặc nhung phục, khai quốc vương có vẻ bằng lòng lắm, thuận tay vương chỉ vào viên tả vũ vệ, tướng quân nói thử ta nghe. Tả Vũ Vệ, Đinh Trọng Toán, năm nay 32 tuổi, vốn là một tay thợ săn nổi tiếng, vừa có tài thiện xạ, vừa có sức khỏe hơn người. Nhưng nổi tiếng nhất là lần y tay không đánh chết con gấu ngựa. Khi con vật này nhảy trồm lên, định cướp đỏ ong mật trên tay Trọng Toán giữa một khu rừng rậm. Đinh Trọng Toán đứng thẳng người, tay đưa lên vuốt nếp áo, rồi vuốt nhẹ một bên hông. Theo thói quen của một võ tướng, thường hay giờ vào chui kiếm, đeo ở bên sườn. Đoạn y nói, bẩm đại vương, đại vương như con cá kình, bị hãm nơi đầm ngòi, chật hẹp, không thể vẫy vùng cộng cựa. Này nước tràn, đê vỡ, thì đâu cũng là biển cả. Không nhân cơ hội này mà dấn lên, thử hỏi đại vương còn chờ chi nữa. Khai quốc vương gật gật mái đầu đen nhức tỏ vẻ hài lòng về viên bộ tướng. Vương lại hỏi, ngươi bảo ta dấn lên là dấn lên cái gì? Ngươi nói rõ ta nghe dẫn lên, tức là đánh thôi, đem quân tỏa ra bốn phía mà mở mang cương thổ, nếu các vương mỗi vương hùng cứ một phương thì ai có nhiều đất, nhiều dân hơn thì người ấy làm bá chủ thiên hạ. Trọng Toán ngừng lời, nhìn thẳng về phía Khai Quốc Vương, y nhấn mạnh, cái chí của đại vương chẳng phải thế sao? Khai Quốc Vương không đáp lời đinh Trọng Toán, mà quay về phía Hữu Vũ vệ Nguyễn Quang nhường, vương nói, ta muốn nghe cao ý của tướng quân. Nguyễn Quang Nhường liền đứng phát dậy, vái khai quốc vương hai vái. Bẩm đại vương, nếu đại vương thấy việc nên làm, phải cấp kỳ làm ngay, không do dự. Do dự là thời cơ qua đi, sẽ hỏng cả đại sự. Vẻ ngập ngừng, nửa muốn nói tiếp, nửa lại e ngại. Thoáng khai quốc vương đã đoán biết tới tám chín phần tâm trạng của Nhường. Vương liền dục, tướng quân cứ nói thẳng ý nghĩ của mình. Đây là lúc luận bàn, ta muốn nghe các người nói đúng điều các người nghĩ, phải trái mặc lòng, không ai bắt bẻ. Thấy chủ tướng mở lòng, Nguyễn Quang Nhường lại tiếp. Tâu Đại Vương, đúng như ý của quan tả vũ vệ, ai chiếm được nhiều đất nhiều dân, người đó sẽ nắm phần yêu thắng, sẽ làm bá trong thiên hạ. Theo thiền ý của thần, Đại Vương không nên kéo binh về kinh sư. Tại sao không đem binh về kinh sư? Khai quốc vương chẹn ngang bằng một câu hỏi. Nguyễn Quang Nhường nhìn thẳng vào chủ tướng, lại nhìn vào đám quần hùng và mưu sĩ. Đoạn thông thả nói, Đem binh về kinh sư có hai điều thất lợi, thứ nhất là công nhiên chống lại triều đình, dù ngôi tôn thuộc về ai thì lập tức người ấy cũng cho đại vương là làm phản, đại vương không thể biện minh với ai được. Điều thất lợi thứ hai là binh của đại vương sao hùng hậu bằng binh của triều đình. Vạn nhất mà xảy ra huyết chiến, đại vương có nắm chắc phần thắng về mình không? Có bảo toàn được binh lực không? Trái lại, bây giờ đại vương tản binh ra tứ phía mà chiếm đất, có khác chi đi vào chỗ không người bởi tinh binh đã tập hợp hết về triều đình còn lại đám dân binh sao dám đương đầu với đại vương thế là đại vương dùng sức quân nhàn rỗi mà vẫn mở mang được cương thổ việc ấy xưa nay ít người làm được lắm nói xong nguyễn quang nhường vái khai quốc vương hai phái rồi lui về ban tướng quân nói rất hợp ý ta khai quốc vương khen vậy thời bên văn ban các ông có ý gì khác không nói xong khai quốc vương nhìn khắp mấy người giúp dập mà vương thường coi là mưu sĩ nhưng không thấy một ai nhúc nhích chợt thầy đồ lương thúc bằng nắn lại chiếc khăn lượt sửa lại hàng khuy áo rồi đứng dậy vái khai quốc vương một vái và nói lương thúc tôi xin có nhời ấy chết sao sư phụ lại xử thế làm ta trở thành kẻ thất lễ với thầy dạ xin thầy cho nghe cao ý Thần không thể không nói, bởi chưng Đức Thuận Thiên đã giao phó cho thần giáo hóa thái tử biết biện biệt những điều phải quấy. Nay Đức Tiên Đế vừa băng, việc tang chưa đâu vào đâu. Các hoàng huynh, hoàng đệ đã nổi dậy tranh cướp ngôi trời. Nay đại vương lại đưa quân đi chiếm đất. Thiết tưởng việc ấy không hợp với đạo trời và cả lẽ người nữa. Băn khoăn dây lát, Lương Thúc Bằng lại nói, nếu thái tử quyết làm việc này, lương thúc tôi xin liều chết mà nói rằng ngài đã phạm vào tội bất mục đối với các vương huynh vương đệ còn đối với tiên đế ngài phạm tội đại bất hiếu dám xin vương nghĩ lại càng nghe viên sư phó nói khai quốc vương càng thấy bức bối khó chịu mặt thái tử đỏ phừng phừng nếu không kìm nén ắt đã có hành vi thất lễ với người thầy học vái thêm một vái xin vương đại xá rồi lương thúc ngồi xuống ghế cái dáng ông vẫn khòng khòng của một người lớn tuổi còn ai can nữa thì nói mau đi. Bỗng khải quốc vương nói như người hét, ta đang muốn nghe đây. Lại một vị sư phó nữa đứng lên, ông này trẻ hơn, tuổi ngoại tứ tuần, dáng người to khỏe, giọng nói oang oang. Ông được triệu vào phủ Trường Yên để dạy thái tử về các môn thiên văn địa lý. Vái thái tử một vái, ông nói thêm, tôi không nghĩ như lương tiên ông. Theo tôi, hiếu là ở trong lòng, mục là ở trong lòng, nay các vương kia ở gần kề tiên đế kiếp khi tiên đế vừa băng triều đình còn chưa kịp phát tang trong ngoài còn chưa hay biết mà các vương đã khởi sự thử hỏi các vương kia có nghĩ đến hiếu đến mục không nay thời cơ đến mà không túm lấy ngay e rằng tới ngày nào đó thầy trò lại không có chỗ nương thân theo thiền ý của thần nếu thái tử thấy việc thuận thì cứ làm liền đi kẻo rồi lại hối không kịp sư phó nguyễn thiếu kiệt nói xong vái khai quốc vương một vái. Ông ngồi xuống nở nụ cười mãn nguyện như tự thưởng tưởng cho cao ý của chính mình. Tranh cãi dâm gian mãi, người nói nên, người nói không nên, nhưng tự chung, phe chiến đông hơn phe hòa. Khai quốc vương lại một lần nữa gặng hỏi. Các ông có ai còn ý gì nói nốt ta nghe? Cư sĩ Đinh Thành từ nãy vẫn lắng nghe mọi người nói. Ông thấy có nhiều điều hợp với ý ông, nhất là ý tưởng của hai viên tả hữu vũ vệ, Thật ra, đó là bài bản mà ông đã bày xếp. Chính ông gà cho thái tử xin với vua Thuận Thiên để về chấn tại đất này. Nay thời cơ đến, nhã ra ông phải là người đứng lên phất cờ chứ. Thế mà khai quốc vương đã quên khuấy cái việc vì sao vương được về đất này rồi. Sự thể thế này, có nhẽ ta cũng phải quên ngay cái công ta khơi màu, nếu không trước sau rồi cũng mang họa vào thân. Nghĩ vậy, Đinh Thành lại nhìn ông sư phó, tức thầy đổ lương thúc bằng, đang ngồi bó gối ở góc kia. Gương mặt ông ta an nhiên bình thản như mặt nước hồ thu. Mặc dù ông ta vừa táp vào mặt khai quốc vương những lời búa bổ. Ta chắc chẳng bao lâu nữa rồi ông ta cũng được mời khéo về quê. Nhưng quả thật, ông ta là người có nhân cách cao trong đám các ông thầy và đám mưu sĩ tại phủ khai quốc vương này. Không ai nói nữa, khai quốc vương đi đến quyết sách. Theo ta, phải đánh cấp kỳ ba mặt đông tây nam còn bắc án binh bất động. Các tướng nhao nhao hỏi, sao đại vương lại kiêng mặt bắc thì đánh chó phải ngó chủ chứ? Các người không biết mặt bắc là mặt tiếp cận với thăng long sao? Ở đây các vương huynh vương đệ của ta đang tranh chấp. Và lại phương ngôn có câu, ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi kia mà. Vậy các tướng hãy nghe ta nói đây. Khai quốc vương dõng rạc tuyên lệnh, tả vũ vệ đinh trọng toán, lĩnh một ngàn quân tiến về mặt đông tả hữu vệ Nguyễn Quang Nhường, lĩnh 1.000 quân tiến về phía Nam. Đô Thống Lý, Khôi Nguyên, lĩnh 1.000 quân tiến về phía Tây. Các tướng nghe kỹ điều ta dặn đây. Các ngươi phải tìm mọi cách tâm phục bọn đầu lĩnh để chúng đầu hàng, tránh mọi sự đổ máu. Sau khi chiêu vỗ xong, lại cho ở nguyên chức cũ, bồng lộc giữ nguyên không suy xuyển. Cấm ngặt việc xua quân vào thôn ấp cấp của giết người, gây xáo trộn nhân tâm. Bởi cái đích của ta là mở mang cương giới cho nên việc chiêu an không được xem thường. Kẻ nào trái lệnh, ta cho các tướng được quyền chém trước tâu sau. Các tướng cứ vững lòng tiến quân, đích thân ta trọng trấn trường yên mà nghe ngóng động tĩnh từ thăng long, chờ các tướng báo tiệp về. Một phát pháo hiệu nổ vang, các tướng lần lượt dẫn quân ra khỏi cửa thành. Khai quốc vương vừa quay vào nơi chứng hổ thì có sứ từ Thăng Long về cấp báo. Ba vương nổi loạn, Vũ Đức Vương dực thánh vương phục quân cửa Tây, đón giết thái tử vào cung, nhưng thái tử lại đi cửa Đông. Lê Phụng Hiểu đem quân ra nghênh chiến, chưa giao đấu được hiệp nào, Vũ Đức Vương đã bị Lê Phụng Hiểu chém bay thủ cấp. Phủ binh của các vương tan tác, Đông Trinh Vương, dực thánh vương, đầu trần chân đất, đứng sau cửa khuyết xin hàng, Thăng Long đã yên trở lại. Khai quốc vương tâm trạng dối bời, thế chân vạc không còn nữa, ta biết tính sao đây, quân vừa ra khỏi thành, vị tất đã gọi được chúng về lỡ triều đình đem binh đến chiêu an thì sao về với phật mã hay chống lại phật mã đây phật mã là đương kim thiên tử chống lại phật mã là chống lại triều đình ta nhân danh gì để chống lại phật mã hỏi tội phật mã giết hại anh em ư không được vũ đức nổi loạn tam vương nổi loạn cả thăng long đều biết ta chống phật mã là danh không chính danh không chính thì ngôn khó thuận bởi kéo binh về Thăng Long là phải phát hịch, lời hịch viết sau đây? Không viết được gì cả, bởi nó nghịch nhĩ, trái đạo. Đã trái tay, lại trái đạo. Còn ai theo mình nữa? Khó thay. Vậy ta phải làm gì đây? Ra hàng ư? Ai đánh mà ta háng? Thôi thì án binh bất động là thượng sách. Khai quốc vương, sai các tướng, đem binh chặn các đường hiểm yếu từ Thăng Long đổ về Trường Yên. Còn mình ở tại Trung Quân để nghe ngóng, động tĩnh tham chi chính sự lý mật dân sứ hạch tội khai quốc vương. Một là thiên tử băng mà không về chịu tang, hai là vua mới nối dòng đại thống mà không về chầu, ba là nhân cớ nước nhà có tang mà xua quân đi bốn phía, mở mang cương thổ, mưu bạn nghịch. Phạm một trong ba tội ấy đã phải chém bêu đầu, thế mà khai quốc vương lại phạm cả ba trọng tội, xin bệ hạ sớm trừng trị để giữ nghiêm phép nước. Lý Mật vừa vái nhà vua lui về chỗ, thì Đỗ Sấm hữu gián nghị đại phu cũng xuất ban tâu. Bệ hạ, mấy hôm nay bên thượng thư sảnh, trung thư sảnh đều nghị bàn việc khai quốc vương làm phản. Tội của khai quốc vương đã rõ rành rành, như bên thượng thư sảnh đã cáo giác. Qua lời sớ mà quan tham chi chính sự lý mật vừa tuyên, xin bệ hạ sớm trừ bỏ, đừng để cái ung nhọt ấy làm suy yếu cả quốc gia. Tâu bệ hạ, ngay cả hai nước thù địch thì cũng không nhân chuyện nước kia có tang mà đem quân vây đánh ngay cả hai nước đang đánh nhau mà một bên có quốc tang, bên kia lập tức hưu chiến. Chúng thần không hiểu khai quốc vương là hạng người nào, lại dám ngang nhiên, dày xéo lên kỷ cương lễ luật như vậy. Đỗ sấm nhìn thẳng lên ngai vàng, nơi nhà vua đang ngự, với vẻ cương nghị. Ông nói tiếp, tâu bệ hạ, nếu không sớm trị tội khai quốc, thì trong nước sẽ xảy ra huyết chiến, xảy ra huynh đệ tương tàn, nồi ra sáo thịt. Nếu không nghiêm trị khai quốc, người trong nước ắt chia lòng, luân thường đạo lý, lại lâm vào dối nát như thời long đĩnh ngoại triều mà thôi vua thái tông lòng ngổn ngang trăm mối vua cha chết còn chưa kịp mai táng thì ba người anh em nổi lên định cướp ngôi nhờ phúc lớn ta dẹp yên lại đến khai quốc vương làm phản các quan cáo giác không phải là vô cớ thật là nhục cho gia đạo nhục cả quốc thống nhà vua còn chưa kịp huấn dụ gì thì nội lệnh sử hoàng thúc vương đã lại xin nói Vua biết người này lòng dạ thẳng ngay, nhưng nếu lại phải nghe những điều cáo giác đau lòng nữa, ta sao chịu nổi? Hoàng Thúc Vương một lần nữa dơ cao chiếc hốt. Thần, nội lệnh sử, xin bệ hạ cho được tâu ạ. À. Nhà vua miễn cưỡng gật đầu. Hoàng Thúc Vương bước ra khỏi ban, vái nhà vua hai vái rồi nói. Tâu bệ hạ, thần không biết phải chép cái gì vào chính sử đây. Tưởng rằng cái họa Lê Long Đĩnh giết Lê Trung Tông chỉ xảy ra một lần trong lịch sử nước ta. Thái tổ Cao Hoàng đế triều ta là một bậc học thức tinh thuần, lại xuất thân từ cửa Phật, nên từ khi triều Thuận Thiên trị vì đã đem lại không biết bao điều tốt lành cho nhân quần xã hội, biết bao thuần phong mỹ tục mới được hình thành trong mấy chục năm nay. Thái tử coi trọng việc khai trí cho nhân chúng, hóa nên thái tổ càng coi trọng việc giáo hóa cho các hoàng tử, mỗi hoàng tử có tới mấy ông sư phó, thuần chọn các bậc thầy văn thầy võ vào hàng đệ nhất trong thiên hạ để giáo hóa tưởng được học hành dạy dỗ như vậy các vương phải là những tấm gương cho thiên hạ soi vào nay vì lòng tham sân khởi động đã làm các vương trở thành sói lang không những để hận cho nhà mà còn là mối nguy họa cho xã tắc thử hỏi lấy gì mà gột rửa được vết nhơ này hóa nên bệ hạ phải nhanh chóng trị tội khai quốc để yên lòng thiên hạ nếu không người hiền sẽ bỏ bệ hạ mà đi người trí cũng bỏ bệ hạ mà đi tới lúc ấy sự thể còn nguy hơn là nước có giặc xin bệ hạ lưu tâm khu mật viên sung tân xuất ban xin nói tâu hoàng thượng việc các đồng liêu của thần vừa trình bệ hạ là việc không thể trì hoãn được nữa thần cũng không có ý gì khác duy có một điều để yên lòng thiên hạ để đoạn diệt sự dòm ngó chúng thần xin bệ hạ cho lập ngay ngôi đông cung các quan còn nhiều người dơ cao hốt xin nói nhưng nhà vua cho như thế là đủ nên vẫy tay cho mọi người an tọa Nhà vua nói, những điều các khanh vừa tâu đều là nỗi bức xúc của chấm. Việc dẹp loạn trường yên, chấm sẽ thân trinh. Nhân đây, chấm y chuẩn việc sách phong hoàng tử Nhật Tôn làm đông cung thái tử. Chư khanh, nhà vua nói giọng cảm động. Tại đây, nhiều người theo thái tổ từ ngày mở nước, xiết bao khói nhọc, và không thể nói là đôi lúc không có hiểm nguy. Vì thế, có người đã phải bỏ cả mạng sống của mình ngoài chiến trận hoặc nơi biên tái, nhiều vị tuổi cao sức yếu không thể tiếp tục công việc, mỗi ngày một nhiều hơn, nặng nhọc hơn và lại ở đời không có vật gì lại không thay đổi cả. Chức quan cũng thế thôi, khi thăng khi giáng đều theo tài đức và công lao mà sắp đặt. Hơn nữa, còn biết bao người trẻ tuổi có tài mà không được cất nhắc vào việc. Vậy nên, ta nhất loạt thăng cho mỗi quan một bậc, và từ 60 tuổi, nhất loạt hồi hưu, ai chưa đến tuổi, nhưng vì sức yếu, hoặc ai tuổi còn trẻ, sức còn khỏe, mà thấy không đủ tài đức gánh vác công việc, đều có thể xin nghỉ để còn được hưởng chế độ hưu quan, chớ để khi ta khảo khóa mà thải loại thì không được cấp hưu bổng nữa. Ta đã nói, mọi người đều nhất loạt được lên một bậc, kể cả tại chức hay hồi hưu phần đất ruộng cấp cho các hưu quan tùy theo chức tước và công lao mà được hưởng đúng lệ mà tiên đế đã đặt ra ta vẫn muốn cấp cho các quan nhiều hơn thế nhưng ruộng đất thì không sinh sôi mà con người ngày một nhiều thêm thử hỏi vua tôi lấy đất ở đâu mà chia mãi cho nhau vậy các khanh tạm bằng lòng như các pháp độ từ thời tiên đế sau đây, ta tuyên cáo một số quan chức đầu chiều là ta căn cứ vào tài đức của mỗi người được bộc lộ qua công việc mà ta để ý từ cả chục năm qua. Trong số đó, cũng có những người mới nổi gần đây. Sau tuyên cáo này, nếu bên khu mật viện thấy ai không xứng ở chức thì cáo giác. Các quan ở các đài sảnh viện thấy có điều gì bất như ý đều có thể làm sớ tâu lên. Lại nữa, các quan đã được ta cất nhắc nhưng thấy không xứng chức hoặc chức chưa xứng với tài đều có thể khải về. Việc dẹp quân phản Trường Yên ta sẽ thân trinh. Thái phó Ngô Thượng Đình, Thái úy Nguyễn Quang Lợi, Đô thống Thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu, Uy vệ Thượng tướng quân Vũ Ba Tư đi theo quân cùng ta. Nội trong ba ngày, Thái úy Nguyễn Quang Lợi phải điều đủ 5 vạn quân để đúng giờ dần ngày canh ngọ khởi binh đi đánh Trường Yên. Việc lưu thủ kinh sư ta trao cho Lý Nhân Nghĩa Lương Nhậm Văn, Đồng Giám Quốc. Đúng ngày giờ, năm vạn quân gồm các chủng kỵ binh, tượng binh, bộ binh lục tục ra khỏi kinh thành, hai vạn thủy binh từ hồ Dâm Đàm qua nẻo Nhuệ Giang mà vào Hoàng Giang. Kiệu vua vừa ra khỏi cửa Đại Hưng thì gặp một đám trẻ vừa trai vừa gái chơi trò trồng nụ trồng hoa và đá cầu lông gà. Nom thấy cảnh vui mắt, vua bảo tả hữu dừng kiệu rồi sai người đem cho lũ trẻ mỗi đứa một tiền đoạn vua bảo thái úy Nguyễn Quang Lợi, điềm triệu trẻ con chơi vui thế này, ta chắc việc chinh phục trường yên sẽ thuận lợi, không đổ máu. Quân đi nườm nượp, cờ xí dập trời, vòi ngựa hí vang, dân chúng kinh kỳ đổ ra xem như đi chảy hội. Đúng giờ mùi ngày nhâm thân, năm vạn quân triều đình đã hình thành thế bao vây trường yên. Vua Lý Thái Tông gửi cho khai quốc vương tờ cáo trạng. Ta gạt nước mắt viết hịch này tiên đế băng chưa kịp phát tang thì tam vương nổi loạn nay di hài của tiên đế vẫn còn quàn tại điện long an chờ vương đệ về chịu tang ai ngờ vương đệ chia lòng đoạn tình cốt nhục đang tâm làm phản các quan dân sớ hặc vương đệ phạm ba trọng tội một là thiên tử tạ thế mà không về chịu tang hai là vua mới nối dòng đại thống mà không về chầu ba là nhân cớ nước có tang xua quân gây hấn mưu chia cắt núi sông, phá tán cơ nghiệp mà tổ tông tạo dựng. Vương đệ thừa biết, phạm một trong ba tội ấy cũng đủ rơi đầu. Nay ta đem đại binh đến hỏi tội, nhược bằng biết hối lỗi ăn năn, sớm liệu quy hàng, thì nể tình máu mủ ruột già, ta sẽ mở đường hiếu sinh. Nếu chẳng biết liệu sức mình, manh tâm chống trả, buộc ta phải ra tay, thì thành tan ngói vỡ. Ta không dám đảm bảo sự tồn sinh của các người. Khai quốc vương cử ba ngàn quân, và các tướng giỏi đi khua khoáng khắp nơi nói rằng chiêu an nhưng quân đã quen thói hà hiếp dân nên đi đến đâu cũng xảy ra chuyện cướp của đánh người hãm hiếp đàn bà con gái thành thử lòng dân vẫn uất nay muốn thu quân về chống đỡ thì không kịp nữa trong thành chỉ còn hơn một ngàn quân so với năm vạn quân hùm sói của triều đình khác nào đem trứng mà trọi với đá còn một nhúm tả hữu vương cho nhóm họp luận bàn chẳng ai có cao kiến gì hơn là việc quy phục triều đình giữ tình hòa hiếu chọn đạo vua tôi là thượng sách trước tình cảnh khốn cùng dù có tham vọng đến mấy mưu mô đến mấy cũng đành khoanh tay thúc thủ khai quốc vương sai người trói mình rồi đem ấn kiếm cùng chìa khóa bốn cổng thành tới trước kiệu thái tông xin hàng vua hạ lệnh quan quân vào thành ai dám xâm phạm đến cái tơ cái tóc của dân hà hiếp dân thì chém quân sĩ giữ nghiêm quân lệnh nhân dân trong thành trường yên nô nước kéo nhau ra đứng đầy đường, tung hô vua mới, lại dắt châu bò, đem dê lợn, cùng rượu, dâng biếu để vua khao quân. Vua vỗ về úy lão, cả thành trường yên đều thỏa dạ thỏa lòng. Vua tuyên chỉ áp giải khai quốc vương và lưu thuộc về hết thăng long. Từ trường yên về, vua xuống chiếu tha tội chết cho khai quốc vương, đông trinh vương, dực thánh vương, cho khôi phục tước hiệu, nhưng buộc tất cả đều phải ở lại thăng long không được rời đi nơi khác, không được tái lập phủ binh, lại cho cả mấy người cùng được chịu tang thái tổ. Hàng ngày được phép vào điện Long An túc trực bên linh cữu và dâng cơm, làm lễ chiêu tịch diện. Vua lại dụ, tiếc thay, các người không phải không có tài. Chỉ vì tự phụ, không chịu nghe lời giáo huấn của tiên đế mà trở nên bất hiếu bất trung, nêu gương xấu cho thiên hạ, lại để thiệt cho nước. Nước mất người tài lại yếu suy thế nước. Nay các người đang đối mặt với một sự thật là các người thiếu đức vì không gạt bỏ được tham sân si. Nếu dám đương đầu với nó một cách kiên cường và thắng được nó, các người vẫn còn cơ hội đem tài ra giúp nước. Các người học Phật sao không thấm nhời Phật dạy? Các người có nhớ lời Phật từng nói, nếu con thắng được một người, con là lực sĩ. Nếu con thắng được một trăm người, con là võ sĩ thượng thừa. Nhưng nếu con thắng được chính con, con mới là võ sĩ siêu tuyệt. Vậy chưa các người có nhớ nhời Phật dạy ấy chép ở kinh nào không? Từ nay ta trông đợi nơi các người gắng tu chính cái tâm để có thể thắng được chính mình, để trở thành người hữu dụng cho nước. Các vương đều cúi mặt nghe lời dụ, chẳng biết trong lòng đang xót xa ân hận để rồi đổi lỗi hay đang âm mưu một điều gì khác nữa. Hữu ti dân sứ nói nhà vua sai xây tòa miếu tại bên Hữu Thành Đại La phía sau chùa thánh thọ trên đất làng yên thái đến nay đã xong xin nhà vua đến duyệt xét vua đến xem lấy làm hài lòng lại cho đòi trung thư thị lang liêu gia trung đến dụ đền này thờ thần đồng cổ công của thần lớn lắm độ chỉ cho nước vững từ thời hùng vương lại năm canh thân vâng mệnh tiên đế ta đem quân đi đánh chiêm thành qua đền thờ thần ở núi đan nê châu ái ta có vào lễ và xin được thần trợ giúp đêm thần về báo mộng sẽ giúp cho thắng trận. Trận ấy ta thắng lớn, trên đường về ta lại ghé đan nê để tạ thần, ta cũng hứa khi nào lên ngôi sẽ lập đền thờ lại gần đây, khi Thái Tổ sắp băng, thần cũng báo mộng cho ta, hôm sau ba vương làm loạn, sớm trừ đi. Do đó, ta cắt cử các tướng phòng bị trước, nên khi việc xảy ra là dẹp ngay được. Ta cho khanh hay lai lịch của thần như vậy để khanh biết mà viết hoành phi câu đối cấm khanh không được tiết lậu thiên cơ khanh phải cử ngay người vào đền đồng cổ ở đan nê mà sao thần phả rồi rước hèm về thờ tại đây hậu cung bày gì hả trước một cỗ ngai rồi đặt thần vị của ngài vào đấy ngoài ra phải có một chiếc trống đồng đặt trên kỷ sơn son thép vàng để tượng trưng cho linh ảnh của thần đúng rồi đặt trống trong hậu cung ngay phía trước ngai tả hữu ban thờ thần nào hả tả ban thờ thái thượng lão quân hữu ban thờ Phật. Khanh còn không biết nước ta, theo về tam giáo sao? Hôm sau, vua lại đến thăm đền Đồng Cổ. Xem công việc đã hoàn tất chưa, trong hậu cung đã lập xong bàn thờ đúng như ý vua. Tả ban các đạo sĩ trong quán Thái Thanh đang loay hoay đặt tượng Thái Thượng Lão Quân. Mấy người khác đang hí húi, vẽ hình bát quái trước bệ thờ. Hữu ban đã đặt xong tượng Phật tổ Thích Ca Mô Ni, vách khuôn hai bên bệ thờ. Các thiền sư đang bàn bạc nên viết câu đối nào cho phù hợp. Vua đi qua, thấy sẵn bút mực, bèn cầm lấy một cây, viết luôn tám chữ, sinh diệt, diệt sĩ, tịch diệt, vi lạc. Qua tám chữ, nhà vua muốn chỉ cho thế gian, nếu dứt bỏ được ý niệm về sự sinh diệt, thì sẽ hiểu cõi tịch diệt, tức là cõi niết bàn. Các bậc cao tăng, các đạo sĩ đều khen lời văn giản dị, ý tứ cao siêu. Đúng sáng ngày 25 tháng 3, giờ dần, các quan từ nhất nhị phẩm tới hàng thất bát cửu phẩm không sót một ai đều phải có mặt trước sân rồng rồi cờ rong trống mở đi về phía đền đồng cổ dân chúng kinh kỳ thấy lạ đổ ra xem vua và các quan dẫn bộ về phía đông long thành dân chúng đều lấy làm lạ bởi từ thượng cổ chưa có một hội nào một cuộc lễ rước nào mà đích thân nhà vua đi đầu và tất cả triều quan lục tục theo sau chỉ xem áo xiêm mũ mãng đai hia cũng nhìn rõ mặt rồng nhìn từng tận từng viên quan cũng đã làm dân chúng thành thăng long thỏa chí tò mò dân cứ nườm nượp đi theo đoàn rước về tới một ngôi đền thật là khang trang to đẹp mà trước đó vài tháng chỉ là khu đất trồng rau của chùa thánh thọ khiến mọi người sững sờ tưởng như một phép lạ khi vua và các quan tới cửa đền liền đi vòng về bên tả qua một đàn đất mới đắp cờ xí cắm la liệt quanh đàn Đi hết một vòng thì đứng dàn thành hàng lối, đội ngũ tề chỉnh, tất cả gươm giáo đều treo trước thần vị. Một hòa thượng cùng một đạo sĩ nâng bát huyết và rượu trắng, lấy từ các con vật hiến tế dâng lên hoàng thượng. Vua uống một ngụm rồi truyền cho tất cả các quan. Uống xong, viên quan chủ tế đọc to lời thề: "Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, xin thần minh giết chết." Mọi người hô theo: "Giết chết, giết chết, giết chết." lời thề được đọc ba lần, lời đế vang lên chín lần. Tiếng giết chết lanh lảnh vang xa, ai nấy nghe được đều khiếp sợ, đến dựng cả tóc gáy. Lễ uống máu đọc lời thề thiêng trước thần đồng cổ, trở thành cuộc lễ hàng năm của triều đình. Những năm sau đó, dân chúng kinh kỳ thấy hay hay, bèn táp vào đó một số trò diễn như tích mục liên thanh đề, tích bà chúa ba, tức vật bà, tích tiểu kính tâm cùng một số trò chơi dân dã nên lễ thề thần đồng cổ đã biến thành hội thề đồng cổ mà phần lễ của triều đình, phần hội là của dân chúng. Có điều tháng 3 là tháng có quốc kỵ, tức là dỗ Lý Thái Tổ nên hội thề đồng cổ chuyển sang ngày mùng 4 tháng 4. Các quan ai vắng mặt trong hội thề phải chịu hình phạt đánh trượng trước sân đền. Ai tái phạm thì cách quan đuổi về làm thứ dân. Suốt triều đại nhà Lý kéo dài 215 năm, tiếp nhà Trần 175 năm nữa hội thầy đồng cổ vẫn nghiêm giữ nhưng kẻ làm con bất hiếu kẻ làm tôi bất chung sao cứ mỗi ngày mỗi nhiều thêm ít bữa nữa tới kỳ bách nhật triều đình sẽ làm lễ an táng lý thái tổ thế là triều thuận thiên khép lại triều thiên thành mở ra vận hội nước nhà thịnh suy thăng giáng hãy xem sự điều hành chính sự của vua mới nghe những lời tâu của vị quan Lê Phụng hiểu khiến đức vua càng đau lòng. ngài nói với triều thần: chả lẽ ta mở đầu vương triều mới bằng việc chém giết mấy người anh em ruột thịt hay sao? ngài mong có một lối thoát. cuối cùng thì ngài đã quyết định như thế nào? ai là người tham mưu cho đức vua một cách giải quyết thấu tình đạt lý? xin mời quý vị và các bạn đón nghe. xin kính chào và hẹn gặp lại.